Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có nhận đi sửa chữa một cái máy nước nóng cho một người dân các bạn. Và mình có gặp một tổ ong ruồi các bạn. Đây, tổ ong ruồi nó làm trong này các bạn. Nó làm rất là lạ các bạn. Từ trước tới giờ mình có chưa gặp ong ruồi nào làm như vậy luôn nha các bạn. Ở đây là một cái thùng chứa nước nha các bạn, cái bồn chứa nước lạnh đó các bạn. Còn đây là một cái van đường ống để mà xả đáy bồn nha các bạn, xả cặn á, lúc nào mà bồn bị cặn mình xả các bạn. Còn bên này là cái máy nước nóng mặt trời, năng lượng mặt trời mà mình chuẩn bị sửa nữa các bạn. À, lúc mà mình khóa nước lại các bạn, mình khóa nước để mà mình sửa cái máy năng lượng mặt trời á, thì mình vô tình mình thấy tổ ong này nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, tổ ong nó làm trên một cái ống nước nha các bạn. Cái ống nước đi thẳng xuống mà nó lại làm trên đó nha các bạn. Đó là các bạn biết tại sao nó làm được trên cái ống nước các bạn. Ở dưới đó là một cái van các bạn ạ, một cái van khóa nước các bạn. Một cái van để mà mình khóa nước lại khi nào mà mình cái bồn mình dơ các bạn thì mình mở ra để mình xả nước á, xả xả cặn đó các bạn. Và khi mà cái van mình nó khóa ngang lại các bạn thì ong nó tận dụng nó làm vô cái van luôn nha các bạn. Đây, để mình quay cận cảnh cho các bạn coi tổ ong này. Từ trước tới giờ mình chưa thấy tổ ong nào mà nó làm như vậy luôn nha các bạn. Tổ ong thường thường nó nằm trên cây trên đồ không, mà bây giờ nó làm trên ống nước luôn nha các bạn. À, bây giờ cây cối nó bị chặt phá rồi các bạn, giờ ong nó về nhà nó ở luôn các bạn. Rồi về nhà nó không có chỗ nào làm các bạn, nó lại làm trên cái van nước luôn nha các bạn. Thấy các bạn, ong này cũng có mật nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó có mật đó các bạn. Tổ ong này cũng nhỏ rồi các bạn. Tổ ong này nó làm vậy thì mình bó tay nha các bạn, mình không thể nào bắt được nó các bạn. Mình bắt rồi mình phải tốn tiền mua lại một cái van khác để lắp cho chủ nhà cũng vậy các bạn. Nhiều khi mình mua tiền mua một cái van để lắp lại cho chủ nhà còn nhiều tiền hơn của là mình bán cái tổ ong này nữa nha các bạn. Đây, bên này có một cái van nước nữa các bạn. Đây, để mình nói rõ cho các bạn hiểu nha. Đây là một cái van nước nữa các bạn. Van nước này là nó đang nằm thẳng đứng nha các bạn. Rồi để mình vặn. Cái van này cứng quá. Mình vặn ngang lại nhưng mà không được các bạn, nó cứng quá. Đây, cái van này lúc này nó đứng nha các bạn, nhưng mà nếu mà bạn khóa lại các bạn thì cái van này nó sẽ nằm ngang các bạn. Nằm ngang là mấy con ong nó tận dụng vô cái này nằm ngang thì nó làm ổ trên đó luôn nha các bạn. Tổ ong này thì có ong đực nữa các bạn. Để mình thử bắt một con đực cho các bạn coi nha. Bên này mắc cái ong khuất quá, khó quay, để mình qua bên này mình quay lại cho các bạn coi. Bên này nó ong khuất quay nó rõ hơn nữa các bạn. Có mà thấy không, con đực nó bự, nó đen đen các bạn thấy không? Để mình thử bắt nha. Ấy dạ. Xin chào, mình bị con ong chích được các bạn ơi. Chích ngay ngón tay của mình luôn các bạn. Con ong này thì nó chích một cái là cái kim độc nó dính lại mình luôn nha bạn. Nó cái kim độc nó bị bứt ra là nó dính lại trong trong thịt mình luôn nha các bạn. Đây các bạn, cái kim độc nó trắng trắng nữa các bạn thấy không các bạn? Đó, màu trắng trắng nhỏ nhỏ. Ồ, đây các bạn thấy không? Lúc mà nó chích mình là cái kim độc nó dính lại trong tay mình luôn. Là sau đó là con ong này nó sẽ chết luôn nha các bạn. Cho nên nói chung mình lúc mà mình bắt ong mình hạn chế để cho nó khỏi chích mình các bạn. Thứ nhất là mình không có bị đau, thứ hai là con ong nó cũng không có bị chết nha các bạn. Con ong ruồi với lại con ong khoái các bạn, nó cũng giống nhau nha các bạn. Mỗi lần nó chích là nó chết luôn các bạn. Nó chích là cái kim độc á, nó dính lại trong người mình luôn, là con ong nó chết luôn các bạn. Để mình đi xa xa ra tổ ong nha các bạn, mình đứng gần nó
nó chích các bạn. Mà ong này nó có một đặc điểm các bạn, khi mà mình mà bị một con chích đó các bạn, nó sẽ có một cái mùi hương nha các bạn. Mùi hương nó sẽ làm cho những con ong khác á nó dữ lên các bạn, nó sẽ bay theo mình, nó chích mình các bạn. Ví dụ bây giờ bạn bị một con chích là một bầy nó bay theo nó chích bạn luôn nha các bạn. Bạn phải đi xa, thứ nhất là bạn phải đi xa tổ ong, hoặc là bạn dùng khói để bắt nó nha các bạn. Đây, bây giờ mình dùng khói để bắt nó nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái van không các bạn? Thấy cái van nhựa màu trắng lòi ra một bên tổ ong các bạn thấy không? Đúng là tổ ong là thời 4.0 các bạn ạ. Nói chung mình từ nhỏ tới giờ mình chưa thấy tổ ong nào làm kỳ lạ giống vậy luôn nha các bạn. Đây là lần đầu tiên trong đời luôn á, không biết các bạn có thấy hay chưa. Còn mình đây là lần đầu tiên của mình thấy tổ ong này luôn các bạn. Còn đây là cái máy nước nóng mình chuẩn bị sửa nữa các bạn. Cái máy này nó cũng lâu lắm rồi các bạn. Cái ống nhựa mà nó mục luôn các bạn ha. Nó mục luôn mà nó lủng một lỗ luôn các bạn. Nước chảy liên tục cho nên bây giờ mình sẽ thay lại dàn ống này các bạn. Thôi bây giờ mình bắt đầu làm việc nha các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha.